Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang ăn chiếc bánh hình trái tim này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Với mái tóc này thì mình lại dùng màu đen nha. Chiếc bánh này thì mình tô màu cam. Mình sẽ tô một chút son màu đỏ nha. Thank you.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái mặc chiếc áo với rất là nhiều trái tim này. Cô gái đang ăn chiếc bánh cũng hình trái tim này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.